まあ急にはじゃないですけど、徐々に日本語も理解して、自分たちが日本人が言ってることを理解して作業してくれています。はい、なんですか、やっぱ言葉ですよね。分からないなりでもベトナム語、そういうことをちょっとずつ使おうかなとは思っているので、そういう努力はしています。はい、なるべくこっちも分かりやすい言葉で話しかけたり、あまり早口にならないようにゆっくり話す、分かりやすい言葉で話すというのは、ぜひと来ていただいて、みんなで交流深めてもらえたらなと思います。Em muốn học hỏi kinh nghiệm của người Nhật về văn hóa, về phong tục tập quán của người Nhật. Đối với em khó khăn nhất đó là khoảng cách về ngôn ngữ ạ. Ngày ngày thì mình giao tiếp với người Nhật nhiều hơn thì khả năng nghe với tiếp thu tiếng Nhật của mình cũng dần dần tăng. Ngôn ngữ ạ, tại vì không hiểu người ta nói gì thì mình sẽ không làm được, nên là mỗi ngày em cũng sẽ học hỏi thêm và trau dồi thêm kiến thức tiếng Nhật. Chắc là bờ biển ở Lưu Môn. Biển ở Lưu Môn rất đẹp chị ạ. Em cũng thích biển ở Lưu Môn. Còn em thì thường là ngày nghỉ cho đỡ nhớ nhà thì mình rủ mọi người nấu đồ ăn Việt Nam ăn chỗ nhà. Buổi chiều tối thì bọn em rủ nhau nói chuyện bằng tiếng Nhật để trau dồi thêm kiến thức của bản thân. Dạ. Nếu các bạn đang có ý định trong đầu là sẽ sang Nhật hoặc là đi nước ngoài thì mình nghĩ các bạn nên là sang Nhật Bản. Ở Nhật Bản thì rất nhiều chỗ đẹp, nhưng theo mình là ở Hokkaido vào mùa đông thì tuy tuyết nhiều nhưng mà rất là đẹp. Nếu mà các bạn muốn hữu tình hơn nữa hoặc là con người thân thiện, các cảnh quan rồi bờ biển thì các bạn nên hãy đến Jumoi, bởi vì nơi đây con người rất là thân thiện, có bờ biển dài đẹp thơ mộng. Công việc ở đây thì rất là ổn định vì giá thành sản phẩm cũng như các vật giá ở Jumoi thì đối với mình thấy thì cũng rất bình thường, và so với nhiều nơi thì cũng rất bình thường. Bọn mình được ở ký túc của công ty, so với việc ra ngoài thuê ký túc thì mình nghĩ là ở ký túc của công ty thì mình sẽ giảm được một số giá thành. まあ、昔の人がちょっと持ってた、今の若い人たちが持ってないものをまたベトナムの人は持ってると思ってましたので、彼らのそのまた働きを見てですね、我々の会社の人間もその従来からいる職員に非常にいろんな形での多くの刺激を受けていると思っています。仕事やプライベートで悩みや変わったことがいないかという、そういう異変には気をつけるような心がけております。会社の新年会、一緒に食事をしたりですとか、バーベキューみんなでしたりですとか、そういうことをしております。主要な理由は、なら、ランペンは私の工業も、まあ、毎日、同工業で、とても熱心は、chị dạy rất nhiều việc, nhưng nhờ rất nhiều công việc cái mới. Ngay chơi cùng với bạn bè và cả có những cái công hạ của công ty, có rất nhiều cái trải nghiệm mới. Không phải em lần đầu tiên, em là Việt Nam đầu tiên công ty, đầu tiên đến đi đây, tôi là bỡ ngỡ, gì cũng không biết hết trơn. Tại vì đầu tiên mà
xong chung xong được giúp đỡ công ty những người xung quanh đây và chỉ dạy rất là nhiều chung người dân ở Rumoi rất là thân thiện và tốt. Chẳng quá Rumoi là lần đầu tiên qua đây thì ở đây có cái lễ hang đo khác với ở Việt Nam, ở đây có cái lễ đó lần tại vì em là người đầu tiên mới qua cho nên là em thấy cái lễ hội đó có thể là điều mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất là được người Nhật người làm cục chỉ dạy nhiệt tình, người ta hòa đồng với mình. Vào ngày nghỉ thì trước tiên là mình dọn dẹp trong nhà, dọn dẹp phòng ngủ, rồi giặt giũ, rồi đi mua đồ để chuẩn bị cho tuần mới. Rồi thời gian rảnh nữa thì mình đi câu cá hoặc là đi dạo ở Rumoi. Có những ngày kiểu như thứ bảy chủ nhật nghỉ được nghỉ 2 ngày thì thứ bảy mình mấy anh em trong đây tổ chức đi ra công viên Na Bang Khoang để công viên Pirakoen Na Bang phải không? Na Bang với mấy bạn đi hai sao? Dạ, cái kỷ niệm mà vui vẻ từ khi em đến đây thì có một lần là tụi em được đi đánh golf chung với những người bạn ở những công ty khác á. Đó là tụi em rất là vui, tụi em được làm được một buổi tiệc nhỏ để kiểu như là họp đồng hương vậy đó, để nói chuyện trò những cái vui vẻ bên đây, những cái vất vả bên đây để cùng nhau mà san sẻ với nhau. Nói chung á, các bạn đừng nghĩ ở đây là ngon mà Hokkaido sẽ rất lạnh, dùng lạnh thì sẽ rất là lạnh, nhưng mà chúng ta sống một thời gian một vài ba tháng thì cơ thể mình sẽ thích nghi, đúng là cảm giác mình trở nên giống người Nhật, không mặc áo cũng mỏng cũng không sao, đừng nghĩ là lạnh. Cứ đến đây tiết rất là đẹp, lần tiên thấy tiết còn găng tắm luôn, tiết tuyệt vời lắm, đừng nghĩ là lạnh, làm ở đâu cũng vất vả thôi, quan trọng đâu trong cuộc sống thú vị tốt là ok.甘エビ。自然豊かな町、小平。人が温かい町、浜前。甘エビの町、常呂町。自然豊かな天売島、八木尻島。わしが綺麗な、山別です。漁業と農業の町、年別。自然の町。